mình thịt lợn anh ăn đi. Ờ đi. Giờ nhà anh Linh kia ăn chắc ngọt lắm ấy. Mà Tư, các cậu có nghe tiếng gì không? Tiếng gì? Có, tôi nghe thấy. Tôi nghe tiếng này nghe hơi ghê ấy. Nghe thấy con ọp ọp kìa, cái tách tách kìa. Anh ươm con tắc kè. Nhái nhái. Ếch ộp. Nhái. Anh ươm mưa xong nó kêu con ếch ộp. Anh ươm chứ. Nhái. Không. Con anh ươm. Ếch ộp. Nhái. Con tạch tạch. Nhái. Anh chẹt kìa. Con nhái mới kêu của này chứ. Nhái. Chó kìa nhá, tao chạy đâu là mày chạy theo đấy. Tao chỉ trường mông vào mặt mày có một tí thôi mà sao mày đuổi tao hung thế? Hung này con chó á. Con chó nó chạy vào trong nhà rồi mà. À, các cậu bảo Vận Khanh là chó đúng không? Đâu, tao chỉ con chó kìa. Thế Tùng sao cậu lại chỉ vào mặt tớ? Đâu, tao chỉ con chó này kia kìa. Hôm qua tao đi đá bóng ấy, thế là tớ bị ngã. Tại tớ bị chạy nó cứ như thế này thôi. À, thế còn Cun, cậu cũng bị ngã à? Không, nay tớ vẫn bình thường mà. Tớ chỉ bắt chước Tùng thôi. Thấy hay hay, tớ học theo. Mà thôi đi Vật Nhãn đi. Alo alo, alo alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alo alo. Alo gì nhỉ? 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 5, 6, 7, 8. Alo alo. Hôm nay chú ấy chỉ bật karaoke hát thôi. Chào chào, tiết mic cho nó hát. Alo alo, hôm nay là sinh nhật bác Thái Chuối. Bác Thái Chuối xin trân trọng thông báo đến cả làng. Ngày bác Thái Chuối mở tiệc buffet phở gì, mời cả làng đến ạ. Ui, tiệc anh ơi. Điều kiện để tham gia buổi tiệc vào 6 giờ tối ngày hôm nay. 6 giờ tối, bây giờ mới có 1 giờ. Đúng rồi. Điều kiện là gì mới nhỉ? Phải tắm rửa sạch sẽ thơm tho đấy. Ai muốn tham gia người đó sẽ phải mặc trang phục, quần đùi, áo cộc tay, đặc biệt là phải đeo kính. Không có kính thì không được vào. Alo alo. Chưa có kính. Đúng rồi, chưa có kính. Thông báo này thay cho lời mời đến toàn thể các hộ dân trong thôn. Alo. Tuy là buffet phở gì nhưng mà vẫn chấm điểm theo kính. Kính càng đẹp ăn càng nhiều, kính không đẹp ăn được 2 miếng đuổi về. Alo alo. Quần áo thì cộc vôi. Ừ, đẹp rồi. Mà chưa có kính. Bây giờ tớ sẽ về nhà tớ làm kính để cho kịp thời gian. À, 6 giờ tớ đi ăn buffet với Thái Chuối. Tớ sẽ làm một cái kính đẹp nhất thì ăn cho được nhiều nhất và ngon nhất. Tớ không làm. Tớ phải làm cái kính đẹp để tớ mang bao, tớ không cầm đồ về tớ. Đi thôi. Úi giời, à, nói chuyện ngắn mấy. Thì tớ về tớ cắt đi. Thôi đi. Ok các bạn nhá, quần áo thì mình có rồi, còn tiền thì mình đã mua kính rồi. Nhưng mà mình thấy cái kính này đơn giản quá. Mình sẽ chế tạo cái kính này thật là đặc sắc để cho ăn được nhiều. Rồi, bây giờ mình sẽ chế tạo chiếc kính này thành một con đà điểu đi. Rồi, trước tiên là mình sẽ cắt giấy này thành con đà điểu đã. Các bạn ơi, mình vừa đi mua cái kính 10.000 về. Mình thấy cái kính này rất là bình thường nên mình đã đục một cái lỗ kính đi rồi. Để một cái lỗ kính này nó tạo một sự bất thường lên. Đấy, mà chưa hết đâu nhá. Mình sẽ trang trí. Đây, mình sẽ dùng cái ống truyền này quấn xung quanh từng mắt kính xong đến tai. Vừa đeo kính vừa hút nước được. Mình sẽ chọc vào những cái chai nước của nhà ông Thái Chuối xong mình uống. Các bạn thấy mình thông minh không? Bây giờ mình làm luôn này. Cắt những cái đầu không cần thiết đi. Đấy, mình chỉ lấy cái dây này thôi. Mình sẽ quấn quanh cái kính này các bạn ạ. Bây giờ mình phải đo cái mồm mình vừa ống hút á. Tí không vừa sổ nó muối mút thì ống hoa. Được, tuyệt vời. Dính luôn. Đây rồi, đồ ghê đây rồi. Cái nào? Mình mua hẳn cái kính hình trái tim này. Mỗi cái kính không đã đẹp rồi chứ, cần gì phải trang trí. Nhưng mà không được, bác Thái Chuối đã bảo là ai làm đẹp hơn thì được ăn nhiều hơn. Thì mỗi trái tim này thì nó hơi đơn giản. Hôm nay là sinh nhật bác Thái Chuối nên là chủ đề sẽ là sinh nhật. Và mình sẽ biến cái kính này thành một lời chúc dành cho bác Thái Chuối luôn. Đó là Happy New Year. Happy Birthday. Đúng rồi, sẽ viết chữ Happy Birthday rồi dính lên cái kính này. Mình sẽ dùng giấy màu, mỗi một chữ cái mình sẽ dùng một màu luôn cho nó nổi bật. Chữ H. Đây rồi, mình đã đầu tư 50.000 để mua cái kính chân thùi lùi này. Bây giờ mình sẽ chế ra thành hai cái bông hoa để dính vào mắt mình. Mình sẽ làm cánh hoa sắc màu, thế nó mới đặc biệt chứ. Giờ mình sẽ làm từng cánh hoa to nhỏ ghép vào nhau. Màu đỏ này, màu cam này. Mình đã được một thân của con đà điểu rồi. Đấy, sau một hồi mình dính thì cũng được một cái mặt kính rồi. Hút nước nó sẽ chạy trong những cái ống này. Nó hiện màu lên, quá đẹp luôn. Mình dính nốt cái bên này nữa. Đấy, mình cứ dính xung quanh cái gọng kính này là ngon rồi các bạn ạ.
Mình đã được hai cái thân của con đà điểu rồi. Bây giờ mình sẽ cắt cổ của con đà điểu. Rồi bây giờ mình sẽ cắt băng dính rồi dính vào, dính những cánh hoa vào kính. Hai cánh, ba cánh. Cắt hình bánh sinh nhật ra. Thế là mình đã có hai cái đầu của con đà điểu. Bây giờ mình sẽ gắn hai cái đầu con đà điểu này vào cái thân của con đà điểu này. Mình sẽ dùng keo để dính nó lại. Thế là mình đã dính xong hai con đà điểu rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ dính hai con đà điểu này vào cái kính này. Quá là chất luôn. Mình dính nốt mấy cái chữ này lên nữa. Rồi, đấy. Thế là quá là đẹp luôn. Mình phải rắc thêm một tí kim tuyến rồi nhìn cho nó đẹp. Mình sẽ giải kim tuyến xuống phần dưới này. Rồi, cánh thứ 16. Mình gần xong rồi. Còn một cái cánh hoa bên này nữa là xong. Ôi, nhanh lên cơ cậu ơi. Quá, tớ xem nào, tớ xem kính của cậu nào. Wow. Này, kính cậu là lấy ý tưởng từ cái gì đây? Lấy ý tưởng từ con hai con đà điểu đấy. Con đà điểu này nha. Để thân con đà điểu này, còn đây là hai cái đầu con đà điểu đấy. Con đà điểu gì mà không có bụng các bạn ạ? Con này ăn nhiều quá bị ta thiết kế bụng à? Thiết kế là cái lòng kính mình phải để cái để nhìn chứ. Thế sao con này bên này này có? Có cái gì? Có cái bụng. À đấy à? Chắc là từ đường đến đây nó bị rung rồi cậu ạ. Ồ vậy à? Ừ. Ồ nhưng mà nhìn cũng được đấy. Được đấy thôi. Nên anh đi vào tiệc đi không tí đóng cửa bây giờ. Ừ. Thế các cậu chưa nhìn thấy kính của tớ à? Wow. Ngầu lòi đây mà. Ngầu đấy cậu. Happy birthday, birthday à? Đấy, hôm nay sinh nhật bác thầy chuối mà mình phải happy birthday mình mới được chào đón vào. Thôi nhìn đi. Các cậu nhìn thấy kính bóng phòng của tớ. Đúng rồi đó. Cái gì? Wow. Cái này là hoa đồng đội phải không cậu? À, hoa đồng tiến sắc màu. Ủa trời mấy giờ rồi? Sắp đến giờ đấy, bọn mình phải đi nhanh thôi. Cậu cứ bình tĩnh, bạn cuốn con ngồi đây này. À cuốn đây. Đấy, bạn tốt người ta phải thế, đây này. Phải chờ các bạn đến đông đủ rồi mình mới đi vào nhập tiệc phải không cuốn? Phải thế chứ, ai như cậu cứ sồn lên đúng không? Tớ đổi lắm rồi. Thôi, tớ xem kính của cậu nào. Sao? Kính của cậu gì mà buồn cười đấy? Mình đã định đến để bữa tiệc của bác thái chuối để uống nước ngọt để mua cho dễ. À, nhưng rất mà... là đầu tư đúng không? À, ý tưởng rất là hay đấy. Tớ đến sớm ơi là sớm luôn. Nhưng mà bác bảo kính đó xấu tớ không được vào. Ôi, trời ơi. Thôi, bảo sao cái kính nào mắt lổ mắt xịt lại còn bọc băng dính như này không được vào đúng rồi. Phải tránh của bọn mình mới được. Dạ, đi thôi, ba đứa mình đi thôi. Đây thôi. Cún ở đây tí bọn tớ ăn no, bọn tớ còn thừa. Thừa gì mang cho nhá. Thôi nhanh tớ đi, tớ chờ lắm rồi. Thánh lên tớ rồi. Ngồi trong kia đông người đấy. Thế cái này đóng cửa nhở? Thế cái này đóng cửa rồi. Tung. Đâu được vào nhỉ? Không, cậu nhìn nào. Đã hết lượt tham gia buổi tiệc buffet. Hẹn lần sau. Ô. Dạ, tôi không ăn các cậu không được ăn gì. Kinh đẹp cũng như kinh xấu đôi. Thế là có người buồn cùng mình rồi. Bạn gì à, bạn cười trên nỗi đau của người khác. Thế cậu vừa cười chẳng trên nỗi đau của tớ. Thôi, nó xấu không được ăn thì thôi đi về. Cho kính. Tặng. Mất bao nhiêu công mình. Ôi, mới làm được kính. Đâu. Tớ cầm về tớ làm kỷ niệm đây. Thôi tớ đi về đây. Đứng về đi. Biết thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ KN Channel nha. Đừng quên truy cập vào Facebook Hàng Channel để kết bạn với chị Hàng nha.